Nào bây giờ thì anh nghĩ gì về các trang cá độ thể thao điện tử? Dạo gần đây thấy trên cà phê Liên Minh hay quảng cáo quét cá cược. À, nói chung là nó tiêu cực. Mà mấy cái vấn đề tiêu cực thì tôi cũng chán, tôi cũng chả muốn nói. Xét cho cùng thì cá độ là phạm pháp rồi, thì bây giờ nói cái gì? Nói linh ta linh tinh thì lại động chạm bên này bên kia, rồi cuối cùng bị gô mẹ cổ lên phường thì chết thôi. Mấy cái nhạy cảm này tôi ngại lắm, tôi không dám nói đâu. Chả muốn nói. Cảm ơn Tiến Đạt nhé, cảm ơn bạn nhiều. Rank của tôi vẫn đang bạch kim 2. Hôm nay sẽ cày lên kim cương này, cố gắng này. Mẹ, từ hôm bấy đến giờ chơi này, kiểu xanh chín quá, nên nó mãi không lên. Anh bình luận trận nào á? Chưa có lịch đâu, chưa có lịch đâu. Tôi cảm thấy xem nào. Trận khai mạc đầu cái ngày thi đấu đầu tiên thì tôi thấy đã có cái cặp hay hay hơn. Cái cặp QG với cả Dashing Buffalo thì cái cặp đấy hay hơn. Chắc là tôi sẽ bình luận cặp đấy. Hay là hay ở trong cái cặp trận đầu tiên thôi, để xem là QG có mạnh không thôi. Thế còn QG mà lại cứ toang toang tầm như cherry trên rụng, chắc là đến trận 3, trận 4 của QG người ta cũng không không hào hứng nhiều lắm. Để xem QG năm nay có ăn thua không. Tôi không nghĩ là QG ăn thua lắm. Cái quà giveaway thì phải đến sáng thứ hai tôi mới chuyển đấy chứ. Có ai chuyển phát nhanh vào mẹ chủ nhật đâu. Có ai chuyển phát vào chủ nhật đâu. Thứ hai tôi gửi thì đến thứ ba bạn nhận được. Thứ hai tôi gửi thứ ba bạn nhận được, yên tâm. Cái chủ nhật này có ai làm việc đâu, thứ bảy chủ nhật không ai làm việc cả. Bên trang VCS tuyển trọng tài thì anh nói sơ qua. Bên VCS tuyển trọng tài à? Công việc á. Công việc thì nó nói là dễ thì cũng chả phải, mà nói là khó thì cũng chả phải. Vừa dễ mà nó cũng vừa khó, nó là một công việc áp lực cao đấy. Nói chung là lương lậu thì tôi không biết nhá, bởi vì tôi không có bên làm việc với trọng tài, tôi không biết là lương lậu như thế nào. Nhưng mà công việc thì đơn giản là các bạn sẽ là trung gian giữa game thủ và ban tổ chức. Các bạn giữ cho game thủ luôn luôn tuân thủ theo những cái quy định, quy tắc, quy phạm xử lý ứng xử ở trên cái state. Họ được làm cái gì, họ không được làm cái gì. Khi gặp sự cố thì họ phải làm cái gì, họ phải liên hệ đến các bạn liên hệ ngược lại với người mà chịu trách nhiệm cho cái vấn đề đấy. Lỗi mic, lỗi USB, lỗi bàn phím, lỗi tai nghe, lỗi gì đó, thậm chí là kể cả họ nôn ra ghế, các bạn phải biết cách mà xử lý làm sao cho nó hợp lý nhất. Nên cái nên 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 nên, nên cái công việc này nó cũng khó đấy. Nó không đòi hỏi chuyên môn nhưng nó đòi hỏi cái khả năng xử lý tình huống nhanh nó tốt. Nên là bạn nào cảm thấy là mình ổn thì ứng tuyển thôi. Đừng cứ tưởng tôi nói đùa nha. Mẹ nôn ra ghế là có thằng nôn rồi đấy nha. Đừng có đùa. Chơi ở trên stage áp lực lắm. Ở trên sân khấu nó áp lực lắm. Xong rồi các ông chưa được ăn bún đậu mắm tôm thôi mà đau bụng một cái là vớ vẩn của ông còn ể cái mẹ ra ghế luôn đấy chứ. Nhưng mà thôi nói đùa thì thôi. Không đến mức là phải kể. Tức là không phải ngày nào nó cũng diễn ra như vậy đâu. Hạn hữu lắm thì mới có những cái trường hợp nó sự cố xảy ra. Mùa trước thì tôi nhớ là có anh chàng Stark ấy, bị bệnh liên quan đến dạ dày cái thứ, đã từng một lần chớ trên sân khấu rồi, dừng mất 10-15 phút rồi. Công việc là như vậy. Ví dụ như là game thủ nào mà có mắc lỗi, những cái lỗi liên quan đến rất là đơn giản, ví dụ như này nha, mấy ông đi dép chẳng hạn, luật quy định là không được đi dép lên sân khấu, mà ông nào đi dép là một, đi trên đất là hai này. Đấy, các bạn phải ghi lại, xử phạt họ, cho họ ăn biên bản như thế nào đấy, nhắc nhở họ để họ không tái phạm, ví dụ thế. Vấn đề đó nhẹ thôi, chuyên môn thì không nhiều đâu, nhưng mà nó cần phải xử lý nhanh, ứng biến nhanh thôi. Không, với cái quan trọng nhất thì tôi nghĩ là công việc này nó không nằm ở lương, mà cái quan trọng nhất là các bạn được làm việc ngay gần những gọi là thần tượng của các bạn, đặc biệt là bạn nào mà yêu hay là fan hâm mộ của mấy ông game thủ gì đấy. Ui rồi ôi, họ thi đấu ngay trước mặt mình được nhìn thao tác tay của họ, thích bảo mẹ ai được chứ còn gì nữa, sướng quá. Đúng thật đấy, trọng tài là có lẽ là gần như là vị trí duy nhất được nhìn thao tác tay của game thủ. Đến cái ông huấn luyện viên ban pick xong cũng phải té ra đằng sau cánh gà, còn mỗi ông trọng tài được đứng lại. Rồi ôi, nhìn hết thao tác tay, chúng nó nói gì, côn nhau cái gì, biết hết, vui phết. Làm trọng tài được nhiều vậy có chán đến mỏi hay không? Chán đến mỏi hay không do bạn ở trên Hoàng Nam. Bạn cảm thấy chán thì có mà bạn đi du lịch quanh năm 365 ngày thì đi du lịch không cũng chán.
Còn bạn mà cảm thấy thích thì có thật là bạn ngồi thiền 24 trên 24 bạn cũng thấy thích. Chán hay không do mình thôi. Tin tôi đi, công việc cái áp lực lắm đấy. Xác định là phải chịu được áp lực nha. Anh ơi, BCS có được làm trò như G2 dạo này hay làm không? Họ làm cái gì? G2 dạo này hay làm cái gì? À, mặc áo của Versa cả đi thi đấu à? Thoải mái. Bây giờ mà có đội tuyển nào mà mẹ có mấy cái hãng thời trang mà tài trợ á, tất nhiên là phải ăn mặc đúng theo quy phạm của ban tổ chức. Chứ bây giờ các ông được cái hãng xịt nó tài trợ thì các ông mặc nguyên xịt đến thi đấu thì không được. Các ông được cái hãng đồ bơi nó tài trợ, các ông mặc đồ bơi thi đấu chúng tôi không cho vào đâu. Nó phải lịch sự, ăn mặc nó phải chuẩn chỉ. Mỗi một nơi, mỗi một cái giải đấu nó có một cái quy tắc riêng, cái khác nhau. Tôi lấy ví dụ như gần đây cái King Cup ấy, là bên Thái Lan nó yêu cầu là những cái đội nào mà được vô địch là không được gác chân lên cúp. Vì đấy cúp là cúp của nhà vua Thái Lan. Nhưng mà đấy mấy ông bên châu Âu đây vô địch C1 xong lấy mẹ cúp gác chân, ngồi cho nó đỡ mỏi. Thì mỗi một nơi nó một khác nhau thôi. Chứ cũng đừng có nghĩ rằng là Jisoo được làm ở bên giải châu Âu thì bất kể một đội nào đó sẽ được làm một cái gì đó ở bên giải Việt Nam. Tùy thôi. Jisoo hay bật pen và chat on. Cái này thì đấy, nó là công việc của trọng tài đấy. Các bạn cứ đến ứng tuyển trọng tài các bạn sẽ được phổ cập cái đấy. Được hay không được, cái gì được làm, cái gì không được làm. Thế còn tôi nói thật là tôi đi tìm hiểu mấy cái đấy làm cái gì. Tôi còn bao nhiêu thứ phải để ý này. Chat ôn thì tôi cũng không thích chat ôn lắm, thật. Nếu mà là tôi thì tôi cũng nghĩ là nên hạn chế hoặc là tôi không cho chat ôn luôn. Jisoo chat ôn quảng cáo, không được. Tôi chả biết là bên châu Âu nó lại làm sao lại lỏng lẻo như thế. Tự dưng chat ôn xong lại xem một cái link thì tôi thấy nó thật sự là ngớ ngẩn đấy nhá. Có thể là bên châu Âu thì họ coi điều đấy là bình thường, nhưng mà ở giải đấu chúng ta mà làm như thế là thật sự là ngớ ngẩn đấy. Mà mấy cái link đấy là mấy cái link mà bình thường hợp pháp thì không sao. Xong mấy ông lại ngứa tay, mấy ông cho mấy cái link vớ va vớ vẩn, quảng cáo cho mấy cái thứ vớ vẩn là chết toi luôn đấy. Là vớ vẩn là cả đội đi ra ngoài đảo luôn đấy. Đừng có cố nha, đừng có cố thử theo. Cái gì hay thì mình thử theo, đúng theo thôi, chứ cái gì dở thì đừng đúng theo nha. Cảm ơn Hoàng Durek tặng sao nha, cảm ơn bạn. Anh ơi, sao bây giờ chat không có dấu được á? Với một thằng hay mút ôn như tôi thì bạn hỏi là chat có dấu hay không có dấu làm cái gì? Có bao giờ tôi chat chít gì đâu, sao tôi biết? Bên GG Stadium và VTV hoạt động riêng biệt cả. Tại sao lại là hoạt động riêng biệt? Không thể gọi là đối tác của nhau được cả, mà lại gọi là hoạt động riêng biệt là như thế nào? Thì bây giờ chúng tôi lên tổ chức giải đấu mà họ cầm, hôm đấy là họ hứng lên họ đi mẹ du lịch, họ khóa mẹ cửa thì làm sao chúng tôi làm giải đấu được, đúng không? Tại sao lại là riêng biệt? Rõ ràng là phải có sự móc ngoặc kết nối với nhau một cách chặt chẽ mới làm được cái giải đấu chứ. Riêng biệt là riêng biệt thế nào? Khi nào có trailer á? À, khi bên tôi editor xong. À, khi bên tôi edit xong thì sẽ có trailer. Nha. Còn bao giờ edit xong thì chưa biết nhá. Anh có thể tặng em chiếc quần xà lòn xanh đang mặc không? Quần đùi thì hơi đẹp luôn đấy. Quần đùi tôi mua ở Việt Nam xuất khẩu hơi đẹp luôn. Thường thì quần đùi tôi thích mặc cái loại quần dài và rộng một chút, nhìn cho nó đỡ kiểu ngồn ngộn ấy. Mặc quần bó quá thì nhìn thấy hết. Thế nên là tôi toàn phải đi mua ở Việt Nam xuất khẩu. Chỉ có Việt Nam xuất khẩu mới có size to để tôi mua. Nhìn anh An lại nhớ đến hồi chơi chiến dịch huyền thoại. Bây giờ chiến dịch huyền thoại còn không nhở? Hình như vẫn còn. Hình như nghỉ chưa nhở? Nghỉ rồi. Hồi lâu phết rồi, hồi đã về được 3 năm, 4 năm rồi còn gì nữa. Ừ, anh em theo tôi xông lên. Mà tôi còn nhớ tôi còn lồng tiếng những cái nhân vật gì ở trong cái game, những cái buồn cười vãi chưởng. Một thời để nhớ đấy. Một thời không thể quên đấy. Đấu trường công lý có mobile không? Mẹ, cái game nó còn chưa ra. Mà anh em vẫn lo bản mobile. À, cái auto chết mobile. Tôi ngồi tôi nghịch lên mẹ Rook 2 rồi đấy. Cái game này nó cũng, tôi thấy nó hình như mẹ nó toàn cho đánh với cả boss hay sao ấy. Đánh cũng không khó lắm. Link cao thủ chuyên môn như thế nào mà ngài Gen phải nhường ghế vậy? Lại một câu hỏi nữa lại thiếu thông tin. Chuyên môn là cái gì?
chuyên môn về massage hay là chuyên môn về cái nấu nướng hay là ẩm thực cái gì về hỏi rõ chứ hỏi chuyên môn không bố tôi cũng không trả lời được. Còn ngay 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 Ren là nhường cái ghế gì tôi chả hiểu bạn hỏi cái gì cả. Anh đánh xếp hạng mới khó what the fuck, cái tôi chơi xếp hạng tôi chơi cái quần què gì này, tôi chơi xếp hạng cái trò ấy mà, tôi chơi xếp hạng tôi lên pháo đài 2, rook 2 rồi đấy. Mà trong khi thằng top 1 server là rook 7. Tôi nhìn cái xếp hạng của tôi hạng hơn 1.000 gì đấy, thấy nó cứ, cái trò này nó cứ thế nào ấy. Chơi về nhất nó cũng dễ lắm. Nó như kiểu là đánh mình đánh với cả và AI đánh với cả bot, đánh với cả hệ thống ấy, chả phải là đánh với người. Nhiều cái tên nó cũng đặt theo kiểu cho có lắm. À, đúng rồi, Hoàng Luân đâu rồi? Về là hôm qua có một bạn tự dưng tôi thấy là số tài khoản của tôi nảy 100.000. Xong rồi có cái thông tin bên dưới ghi là anh hãy đưa cho anh Lu 50.000 hộ em. Ok, mai tôi sẽ gửi anh Lu bạn 50.000 mà anh Lu của bạn còn đang cầm của tôi 500.000 cơ. Thì mai tôi xin phép tôi lấy anh Lu lại của anh Lu của bạn lại là 450 cho nó vào việc. Đấy thì hôm qua giờ tôi dở ví ra thấy thiếu mất một tờ ở đâu ấy nhờ. À hóa ra là người bạn Lu mượn. Vset đây tuần vừa rồi hay quá anh. Quá hay đi chứ. Nó gọi là quá tuyệt. Tôi nói vui thôi. Tôi nói vui về cái vấn đề link cao thủ với cả ngài Ren thôi. Bởi vì cái vấn đề chuyên môn tôi biết các bạn hỏi là vấn đề chuyên môn gì. Nhưng mà có hơn hay không thì bây giờ tôi nói hơn các bạn có tin không? Mà tôi nói kém các bạn có tin không? Tôi nói là thằng Linh cao thủ chơi chuyên môn kém hơn ngài Ren các bạn có tin không? Mà tôi nói là Linh cao thủ chuyên môn hơn ngài Ren các bạn có tin không? Phải để chúng nó tự kiểm chứng chứ. Linh cao thủ từ trước đến giờ chưa bao giờ làm huấn luyện viên. Lần đầu tiên nó làm thì làm sao mà biết là hơn hay kém? Cứ phải để nó thử thì mới biết được.